Thấy hơi run. Thấy chưa? Phải cho bài bản mới mới có vợ. À, ngon. Xé từng miếng nè. Giỏi ghê nè. Nóng quá trời nè. Nóng thiệt nha. Văng quá nè. Ờ đúng rồi, cảm ơn nhiều luôn. Văng quá nè. Trời ơi, chảy nước miếng luôn nè. Nước miếng. Con trai đừng có chạy nước miếng xuống con gà nha con trai. Lấy hộp vàng bình cho nó rồi. Nó chén nó chén con gà. Ờ. Nhiều thứ con cái là mình em ăn con gà luôn á. Nếu mà con anh nó về chạy nó để đó để em. À, để em nhiễu với ba của mình. Thú cha nhau hồi gỡ ra. Đổ đây nó ngát 100%. 3. Rồi. Ừ. Rồi bố anh em mày 100% đi. Tao coi coi coi. Là là 100%. Không. Cái hồ công đó kìa. Trời mặt trời nhỏ phía bên hai vậy. Wow. Chạy xe không chưa? Nó ngồi sau đâu bên này. Xong rồi hết việc. Trời ơi. Ô rồi. Cũng có nghề xé gà đó đẹp nè. Trời lát em mà ngồi sau Hiếu là sẽ giống cái cảnh nữa không tắt luôn. Không còn, kệ nó con giờ đừng ái nữa chính. Lấy cái áo khoác gộp lại. Đó chính rồi đó. Gấp xương lại luôn rồi con. Rồi, cua cũng đã gần ăn được luôn nha. Giờ bà ăn gà, ăn cua luôn, ai ăn gà. Nó đầy quá. Nó không có khít được đó. Đã nói là kêu nó. Ôi giỏi quá. Lỡ bẻ gà rồi, nó lóc xương giùm luôn. Lấy thịt ra da.